xuống đây nói chuyện. Dạ, Lâm Mỹ TV xin mến chào ông bà con bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà con bác anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà con bác anh chị em ơi, ai cái giò này sưng như cái banh luôn mà bác. Do Lâm bữa giật lộn với cô Mai Gia với nước á, thì vợ nó là cái thường cũ đó mà bác, nó hành trả lời. Rồi Lâm nhất, Lâm sửa đắp thuốc ở đây cũng 4-5 ngày nay rồi mà nó không có bớt được. Nó nhức quá. Hiện tại giờ Lâm đang ở cái nhà của Lâm nè, cái nhà tình thương á, nhà tình nghĩa đó mà bác, của địa phương ở xã nó cấp cho ba mẹ. Thì cấp đây cũng khoảng chắc có 4-5 năm gì rồi đó. Thì lúc cất cái nhà lên được vài tháng vậy đó là mẹ mất luôn. Rồi, vậy thôi, giờ trả lời cũng được chính. Là cái giò Lâm nó sưng vậy nè, hôm nay không có clip cho cả nhà xem. Thì hôm nay cái nhà này Lâm đi châu đốc, Lâm ở châu đốc á. Thì thuê nhà ở trên ở châu đốc An Giang ở đó mà bác. Nếu mà thuê nguyên căn ở được mấy 2 triệu gì đó. Ở rồi bắt đầu đi quay làm tâm linh chia sẻ cho bà con cô bác xem. Thì hiện tại giờ Lâm đi về làm giấy báo tử cho mẹ của Lâm. Thì ở nhà mấy tháng rồi không về. Thì Lâm thấy có điều kỳ lạ trong cái ngôi nhà. Cho nên mới ban ngày thì Lâm không có thấy là cái vong này ở trong cái nhà này có đó. Thì Lâm thấy cái tượng Phật của Lâm á. Chút xíu nữa Lâm sẽ cho ông bảo bác xem cái tượng Phật của Lâm bị xây nghiêng ở bên. Lâm có thờ tượng Phật nghe mà bác, Phật gia hộ cho Lâm, cho nên Lâm mới được bình an. Cái chân này bị thì cũng có đến nỗi rồi mấy. Thì giờ cái mục đích ngày cái video ngày hôm nay Lâm sẽ cái dòng này không có thấy được, không có giao tiếp được, chắc có lẽ họ sợ mình hay gì đó, lẩn quẩn đâu đây. Bây giờ Lâm sẽ đặt một cái bàn nghi thức như là Lâm không có nấu cơm, nhưng mà bù lại có mì đó mà bác. Lâm sẽ nấu một thùng mì và sẽ cúng ít trái cây, rồi sẽ mình giái mình khấn nguyện thôi. Cái dòng này có ra dùng không? Nếu như mà cái dòng này có ra dùng á, mình xem cái cao lên mình thấy được á, thì mình sẽ tiếp tục cúng cho dòng và mình sẽ dùng một cái thực ấn để mà gọi dòng ra trò chuyện với dòng, và mình sẽ giúp dòng đi một ngôi chùa chu, chứ không được ở trong ngôi nhà này nha mọi bác ha. Ở đây có Phật luôn mà tại sao cái dòng vô nhà được, nó cũng hơi lạ. Thôi bây giờ Lâm sẽ cúng mọi người hết nha. Ui da, chân này còn đau đâu mà bác ơi. Để lấy đồ nha mà bác. Đây thì Lâm có dĩa trái cây nè. Giờ Lâm sẽ lấy mì mà bác ha. Lấy con mì mình nấu nha. Mì bỏ trong đây nè mà bác ơi. Tại vì không có cơm thì Lâm phải nấu mì thôi. Này có cái tô đó. Mình sẽ nấu mì trước nha. Ê, chân đau á Lâm à, xin phép mà của bác. Nhà mình nấu mì. Xé mì ra. Nếu mà họ chịu dùng mà chắc có lẽ là leo lối khác vậy. Mấy này là mày cúng trình bằng Phật đó, giờ lời họ chắc lẽ không xuất hiện được. Giờ là mình sẽ nấu đây luôn. Rồi mình chỉ nước vô nha. Đó. Rồi tìm cái muỗng ở đây nè.
có cái muỗng luôn nè, bóc đều bằng bờ. À, có trái cây nữa nha mà bác nè. Sẽ cũng vô vòng rồi. Nè, cũng phải kiếm ly chứ mà. Kiếm ly để mình gõ nước cho cái vòng này. Sẽ cái một cái gì để cắm nhang đi mà bác ơi. À, đây là một cái bình này nè. Cái bình cắm nhang nha mà bác ha. Trời ơi, cắm cái nó mới che hết trơn luôn. Để xài một xíu nha. Mình sẽ lấy cái nước mì này là mình nấu rót vô cũng được mà bác. Cái này nó hơi cao chút xíu. Để xích ra đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đút nhang thôi nha. Ấm mình sẽ bỏ vào bên. Làm thấy cái bình này nó bự quá à. Nó không ổn rồi sao mà bác ơi. Làm sẽ mượn cái ly hương đi. Cắt cái bình qua bên này. Cái ly hương nè, nhà có ly hương nhóc. Rồi mình sẽ mở cái ly hương này. Rồi mình sẽ đốt mình thử. Cái dòng này cô ra dùng mì, quan trọng là mì thơm quá đau bụng. Giờ chừng làm đào đó ông bà bác, cho nên là không có đi quay mấy cái clip đó, làm về nhà làm công việc ta thấy cái nhà mà bỏ hoang, nhà không ai ở với nhà hoang, dòng ta thấy thì vô ở thôi. Mà cái dòng này như có duyên với Phật thì sao, lâm thờ Đức Phật ở trên đây mà gì mà vô trong đây được hay. Trời này giờ cũng sắp mưa rồi, nên là cũng 10 giờ đêm rồi. Tranh thủ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thanh Huyền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô các gia chủ, các hương linh ở trong căn nhà này. Có cái vong linh nào không? Hãy dùng bánh trái để giúp về chùa, đừng lẫn quẩn trong căn nhà tôi mà quậy phá nhà tôi bắt rồi nha. Có xuất hiện thì có cần giúp đỡ thì cứ việc nói, tôi giúp nghe chưa? Không nên ở trong nhà tôi nha. Bây giờ mình sẽ vô nhà nhỏ nghe.
Nơi này là một ngôi nhà quan không có chủ. Nơi này mình vô đây mình định cư được thời gian ngắn, mình cũng cảm thấy là nó ấm áp, có chỗ cư ngụ tốt quá. Sao chỗ này cư ngụ được là tốt. Nhiều chuyện buồn xảy ra quá, cho nên một giây một phút tôi không thể nào nói nên lời. Ai cũng thì hưởng thôi, chứ nhiều chuyện buồn nó xảy đến với tôi, cho nên một giây một phút tôi không thể nào tôi nói được nên lời. Ôi, bây giờ ai cũng thì ăn thôi. Dòng hồn thì cũng giống như người bình thường thôi. Họ cũng có tâm trạng vui, tâm trạng buồn. Nhiều khi ai làm tổn thương họ thì họ sẽ như một cái dao cứa vào tim, họ sẽ nhớ mãi. Cho dù họ không nói ra, nhưng mà họ nhớ mãi. Cho nên quan hồn cho người bình thường cũng giống nhau thôi. Quan hồn cũng biết vui, biết buồn, biết tổn thương. Nhiều chuyện buồn đã đến với tôi, cho nên một giây một phút tôi không thể nào tôi nói hết. Tôi không thể nào tôi nói được nên lời. Cho nên đừng có nghĩ là dòng hồn không biết vui, không biết buồn là sai rồi. Họ cũng biết vui, họ cũng biết buồn. Họ cũng biết cảm nhận. Bây giờ mình đã dùng xong rồi, mình lui ra thôi. Mô Phật. Lúc nãy tôi chưa sưởi được ấm, cho nên bây giờ tôi quay ra một quận nữa, tôi ráng tôi sưởi cho ấm và ăn thêm một chặp nữa cho no, vì lâu lắm rồi không ai cúng cho nên tôi đói lắm. Tôi là một cái vong hồn chết vì đau thương và phiền lụy ngũ phiền, cho nên trong hồn cũng giống như người bình thường thôi. Họ cũng có tâm trạng vui, tâm trạng buồn. Cho nên một khi mà người ai mà làm tổn thương họ thì họ sẽ ghi nhớ mãi. Quan hồn với người bình thường cũng giống nhau vậy thôi. Bây giờ xin phép được dùng tiếp nha. Ai người nào đó đã cúng cho tôi thì xin phép được dùng tiếp.
Chứ hiện tại thì tôi cũng đói lắm. Ngồi ra ngồi không có được ăn, cho nên ai cúng cho tôi như vậy. Không biết là ai cúng rồi ăn đại thôi, không biết cúng cho ai ăn đại thôi. Cái nhà này cũng lâu rồi không có người đến, không có ai đến đây, cho nên tôi định cư nơi này được là tôi cũng mừng lắm. Có chỗ che mưa che nắng là tôi vui rồi. Tôi là một vong hồn, là một con ma chết vì đau thương và phiền lụy. Mô Phật, bây giờ tôi đã chung to rồi, bây giờ mình lui ra thôi. Cúng cho ai mình không cần biết, mình đã đói rồi mình thì ăn đại thôi, ăn đại ăn càng thôi, chứ mình cũng không biết cúng cho ai nữa. Bây giờ mình lui ra thôi. Tôi là một con ma chết vì đau thương và phiền lụy. Nên khi mắc rồi tôi cũng không có gì để nói, mà cũng không muốn nói, tại vì tôi những câu chuyện buồn phiền não nề đều tất cả đều nằm trong đầu tôi, cho nên tôi không muốn nhớ tới. Cho nên tôi cũng không muốn nói tới những cái chuyện đau thương đến chút đó đã xảy ra trong cuộc đời của tôi. Mô Phật. Thì ông bà cô bác ơi, nãy giờ Lâm đặt cũng lâu rồi, không biết cái dòng này có ra dùng hay không. Lâm đón là Lâm Vân là giống như có cảm giác được Lâm đi giúp đỡ dòng linh và biết được cái dòng. Cảm giác cái dòng này là một cái dòng nữ được, phải không ông bác? Nếu mà để Lâm coi cái càm lại coi, nếu mà sự thật có phải có dòng thật thì Lâm tiếp tục cái bằng ý thức và Lâm sẽ tìm cách nào đó nhích cái dòng này nhằm ông bác ha. Thì trong nhà về là mình biết được, trong nhà là mình biết mà. Bây giờ thì Lâm sẽ tắt máy và hẹn ông bảo bác, Lâm sẽ coi cái cam lại. Nếu mà có dòng thì Lâm sẽ tìm cách quay trở lại tiếp tục. Lâm sẽ ở trong cái nhà mình quay tìm cái dòng này để giúp đỡ cho họ về chùa tu lành tu hiền nha ông bác ha. Như vậy nha, mời bác đón xem. Nếu như mà không có gì thì chắc lẽ Lâm cũng không đăng đâu. Nhưng mà có thì Lâm sẽ đăng lại cho ông bảo bác xem nha. Rồi. Video làm sẽ kết thúc tại đây. Hẹn bà bắt những video giúp đỡ dân mình tập tiếp theo nha. Hẹn gặp cậu lại đây. Chào tạm biệt bà bác nha.